Chúng ta đã tìm hiểu rất là nhiều những cái nốt ruồi tốt, nốt ruồi quý ở trên cơ thể, trên mặt. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu những cái nốt ruồi xui xẻo trên mặt mà ai cũng muốn xóa bỏ đi. Tại sao? Đơn giản là nó mọc ở cái vị trí xấu, không đẹp. Và theo phong thủy hay những cái quan niệm dân gian từ xưa đến nay, nó có thể mang lại những cái vận xui xẻo này và ảnh hưởng tiêu cực cho đến tài vận, cuộc sống, hôn nhân, gia đình của các bạn. Vậy nên nếu các bạn chúng ta tin hoặc là chúng ta cảm thấy là có vẻ là đúng, như là cuộc sống của mình hay là gặp khó khăn này, những cái đen đủi xui xẻo nó hay ập đến này, rồi khó khăn liên tục, thì các bạn chúng ta hãy thử xem lại trên mặt mình có cái nốt ruồi nào ở cái vị trí phá tướng, xấu hay là không. Cách giải quyết này cũng mang cái tính là hơi cái hướng mê tín tâm linh một chút, nhưng mà không sao, nó là cái vấn đề là chúng ta tốt, tâm lý chúng ta thoải mái, tích cực thì phấn chấn lên thì mọi thứ nó trong cuộc sống nó sẽ hành thông theo, vất vả nó cũng tan biến theo. Chúng ta cùng cái tìm hiểu đầu tiên, đó chính cái nốt ruồi ở lệ đường. Lệ đường tức là cái nốt ruồi mà ở cái viền mắt, bọng mắt của các bạn. Khi mà chúng ta khóc, nước mắt rơi xuống, chảy xuống thì đó là cái đường của nước mắt, thì gọi là cái lệ đường. Những người mà có nốt ruồi ở lệ đường thì đây là cái nốt ruồi khổ sở vì tình này, và vất vả vì con cái. Mọi người nam hay nữ có cái nốt ruồi này là có cái tình duyên khá là lận đận này, gặp chịu nhiều cái tủi nhục này, khó khăn. Với nữ thì thường là người rất là mong manh, yếu đuối và dễ bị tổn thương trong tình cảm, và cuộc sống có nhiều những cái muộn phiền. Nốt ruồi thứ hai đó chính là nốt ruồi ở cánh mũi bên phải nhé. Đó là cái người mà kiểu như là sống tiêu cực hay dựa dẫm vào người khác. Trong số những cái nốt ruồi mà xui xẻo, vận đen ấy trên khuôn mặt của chúng ta, thì nốt ruồi ở cánh mũi bên phải của các bạn thì nó đáng chú ý hơn. Nó đối với nữ, tức là đối với nữ cái nốt ruồi này nó lại đặc biệt xui xẻo hơn. Đó chỉ về những người mà bi quan này, thiếu chính kiến, sống dựa dẫm vào người khác, nên cuộc sống rất là khó, đau khổ, khó khăn ấy, không được làm chính mình ấy. Con đường sự nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn, trong tình yêu cũng không được may mắn, không được yêu chiều cho lắm. Cái nốt ruồi thứ ba các bạn để ý, đó chính là nốt ruồi ở trên gò má, cụ thể là cái trên cái gò má cao của nam và nữ. Thì cái nốt ruồi này ấy, tượng trưng cho cái người mà chịu nhiều những cái bất hạnh trong tình cảm, thường bị phá đám bởi người thứ ba này. Những cái người này chúng ta nên tiết chế cảm xúc của mình và kết hôn muộn hơn để chúng ta tìm được người thực sự thích hợp. Thứ tư đó chính là nốt ruồi xui xẻo mà ở cái viền môi của các bạn, đặc biệt là ở viền môi trái, viền môi này, mép môi trên hay là mép môi ở dưới, hay là ở cạnh rìa cái mép môi của các bạn. Thì nói chung là cái nốt ruồi ở viền môi bên trái đặc biệt hơn, thì đó là cái dấu hiệu của cái người mà không đáng tin cậy này. Theo nhân chứng học thì đây là những cái nốt ruồi chỉ những người mà hay tọc mạch, nhiều chuyện, và người này sẽ gặp nhiều những cái rắc rối trong cuộc sống hay là cái công việc. Thì người này cũng không giỏi trong cái vấn đề về giao tiếp này, hay là cái vấn đề về kinh tế, quản lý tài chính nữa, hay phụ thuộc vào người khác. Nốt ruồi thứ 6 đó chính là nốt ruồi ở giữa sống mũi, cũng được cho là cái nốt ruồi không đẹp, nốt ruồi xấu ở trên khuôn mặt, tức là giữa sống mũi này, chỗ phần cao của các bạn là nốt ruồi giữa sống mũi. Đối với người này thì đời sống tình cảm dễ gặp những cái khó khăn, và đặc biệt là nữ thì có thể gặp những chuyện không hay trong gia đạo của mình, và là người cũng không kiểm soát tốt cảm xúc của mình hay những cái mối quan hệ của mình ấy. Và đối với những cái người mà có nốt ruồi ở giữa sống mũi thì với nam thì thường là người mà gia trưởng, bảo thủ, áp đặt, và không được nhiều người yêu quý, quý mến. Đó chính là 6 cái vị trí nốt ruồi không đẹp ở trên mặt. Mình xin được nhắc lại, đó chính là một là ở lệ đường này, thứ hai là ở cánh mũi bên phải, thứ ba là trên gò má, thứ bốn là ở viền môi trái này, thứ tiếp theo đó chính là ở cái giữa sống mũi, và ở cái giữa sống mũi của bạn nhé, và ở cái giữa ấn đường nữa.
Ngoài những cái vị trí đó thì các bạn chúng ta nên để ý thêm một số cái nốt ruồi đặc biệt khác như ở xương quai xanh này, hay là ở gáy này, ở lưng này, hoặc là ở gót chân hay bàn chân của bạn. Với việc là chúng ta có nên tẩy những cái nốt ruồi được cho là không đẹp, xui xẻo hay là không ấy, theo mình thì nên là có. Bởi vì là nếu nó thực sự là xấu thì chúng ta nên xóa đi, tẩy đi. Quan trọng là các bạn chúng ta cần chọn cái địa chỉ mà chúng ta uy tín này, có chất lượng để chúng ta làm nhé.